Xin chào các bạn, mình là chuyên gia trang điểm Mai Phan. Đầu tiên mình xin giới thiệu về bản thân để mình và các bạn cùng hiểu nhau hơn. Với lòng đam mê make up từ nhỏ thì cho đến cuối năm 2003, Mai Phan mới có cơ hội để bén duyên với nghề. Và sau thời gian học tập cùng nhiều năm đi làm thì may mắn cũng đã mỉm cười với Mai Phan. Từ năm 2010 cho tới nay thì Mai Phan đã rất là may mắn được nhiều các ngôi sao có tiếng trong giới showbiz Việt đặt niềm tin vào mình. Và Mai Phan rất là vui khi được trang điểm cho họ trong mỗi dịp quan trọng cần xuất hiện trước công chúng. Với phương châm chị em phụ nữ chúng ta luôn phải xinh đẹp từ tâm hồn bên trong cho đến vẻ đẹp bên ngoài, thì hôm nay Mai Phan sẽ hết lòng chia sẻ những kỹ năng cơ bản về make up cũng như là những kinh nghiệm về make up của Mai Phan tới các chị em. Hy vọng sẽ giúp các bạn trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn. Mai Phan mong muốn sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn toàn diện nhất cũng như những nguyên tắc cùng kỹ năng cơ bản của việc trang điểm. Khóa học của chúng ta sẽ được chia ra làm 3 phần chính. Phần thứ nhất, phần có thể tạm gọi là nền tảng. Trong phần này, Mai Phan sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt các loại da, các kiểu gương mặt, bộ dụng cụ trang điểm và các loại mỹ phẩm cơ bản. Phần tiếp theo là các kỹ năng cơ bản của việc trang điểm. Và sau đó là Mai Phan sẽ tư vấn cho các bạn phong cách trang điểm, đi dạo phố, đi tiệc. Mình mong muốn khóa học này sẽ mang đến cho các bạn cái nhìn toàn diện nhất cũng như các nguyên tắc kỹ năng cơ bản của việc trang điểm. Hy vọng sau khóa học này các bạn sẽ tự tin, xinh đẹp và có vẻ ngoài tuyệt nhất trong những dịp quan trọng. Nào các bạn hãy cùng bắt đầu với Mai Phan nhé!